Minasan konnichiwa. Nhật Ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại với các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới. Bài học ngày hôm nay chúng ta học được chính là động từ chia về thể T và đi với lại mồ ra ư. Ý nghĩa của nó là nhận về từ, thể hiện việc nhận được hành động từ ai đó và bao gồm cả ý nghĩa biết ơn ở trong đấy nữa. Ví dụ như chúng ta có ở trên hình này. À, hai hai ni fuku o sentaku shite moraimashita. Tôi thì đã được mẹ giặt quần áo cho, có nghĩa là tôi đã nhận hành động giặt quần áo từ mẹ của tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó, đúng không nào? Chúng ta có tiếp. Atomo dachi wa oishii desu to ranmo shokashimashita. Bạn bè thì đã giới thiệu nhà hàng ngon. Vậy bây giờ nếu chúng ta muốn nói rằng tôi thì đã nhận được cái sự giới thiệu nhà hàng ngon từ bạn bè, đầu tiên chúng ta phải thay đổi gì trước nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ phải thay đổi trợ từ quá thành trợ từ ní. Chúng ta sẽ có thành tomodachi ní. Vậy shokashimashita sẽ được chia như thế nào? À, chúng ta sẽ chia hình thể T và đi lại moraru và chia về quá khứ. Chúng ta có shokashite moraimashita. Tôi thì đã nhận được sự giới thiệu nhà hàng ngon từ bạn bè. Tomodachi ni oishii desu to ranmo shokashite moraimashita. Tomodachi ni oishii desu to ranmo shokashite moraimashita. Tiếp theo nào. Ở đây chúng ta có ane wa heya o shouji shimasu. Chị tôi thì dọn dẹp phòng. Đầu tiên chúng ta sẽ phải thay đổi trợ từ wa thành trợ từ ni, chúng ta sẽ có ane ni. Heya o shouji shimasu, chúng ta chia về thể T và thêm mồ ra ư, chúng ta sẽ có shoishite moraimashita. Ane ni heya o shoishite moraimashita. Tôi thì đã nhận được cái sự dọn dẹp phòng từ chị gái. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Dung. Các bạn nhớ click link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn tập và ôn tập cái ngữ pháp chúng ta vừa mới học. Hay minasan sayonara mata imashou.